Đây. Tới với chị. Rồi, ngồi ghế đi cưng. Rồi, mời hai anh chị mở mặt nạ ra nha. Đây, chị giúp cho. Mời bạn trai giới thiệu trước. Trước tiên em chào chương trình, chào chị Cát Tường xinh đẹp. Và chào bạn nữ bên kia. Rồi, cảm ơn em. Em tên là Nguyễn Nhật Trường, 31 tuổi, quê ở An Giang. Và em đang làm công việc nhân viên văn phòng của ủy ban xã. Ở An Giang hay ở thành phố? Dạ, ở An Giang. Ồ, nghĩa là hôm nay lên đây tham gia chương trình thôi. Dạ. Còn mình ở với An Giang. Dạ. Trời ơi, tham gia chương trình tuốt từ An Giang lên đây nha. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, xin chào anh, chào quý vị khán giả. Em tên là Trang, em đến từ Long An. Em là giáo viên, dạy nhà tiếng Anh ở một trường tiểu học. Em thích đi lang thang đến những vùng đất miên man và hát mấy bài tình tang tính tang. Hai người có cùng chung một chữ An ha, nhưng mà Long An với An Giang cách nhau cũng khá xa, phải 4-5 tiếng mới tới lận á. Chà, hai cái ngành nghề thì cũng giống nhau, mình cũng đều là công nhân viên chức hết ha. Vậy An Giang ở được không cưng? Dạ, nếu mà anh lo chuyện em về được thì em theo. Lo được không? Dạ được chị. Được chứ, người ta làm ở trong xã mà lo cái gì. Rồi giáo viên mà đi đâu mà không có chỗ dạy. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Vui vẻ, dễ thương, nhiệt tình, chăm lo cho gia đình. Điểm yếu của em là ăn vặt. Điểm yếu của em ít lắm chị, em cũng không biết điểm yếu của mình luôn. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Ưu điểm của em là chịu khó cầu tiến, siêng năng trong công việc, không có hút thuốc. Còn khuyết điểm của em thì hơi nóng tính và ít nói, cũng như trầm tính, không có thích biểu hiện của bên ngoài, không tiếp xúc những nơi đông người. Có tật xấu gì không? Dạ không chị. Trời, hai người này hoàn hảo quá, không ai có tật xấu gì hết trơn, không có khuyết điểm gì hết trơn á. Tình trường thì sao? Đó, tới giờ em chưa có trải qua mối tình nào, đặc biệt là do đi đầu tư vô công việc học. Học cái gì? Hồi xưa học cái gì mà đầu tư vô việc học? Dạ lúc đó em học 12 học phổ thông của mình á. Rồi sau đó đi luyện thi đại học, đi làm, rồi giờ hiện đang học lên đại học sư. Trời đất ơi, rồi mà 31 tuổi mà chưa có mối tình nào hết trơn hả? Dạ. Thích con gái không? Thích con gái không? Dạ thích. Chắc không? Chắc. Thích con trai không? Dạ không. Rồi mình vậy là có nụ hôn đầu đời nào chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Rồi thì em gái xe tình trường sao cưng? Tình trường của em là trải qua 2 mối tình rồi, chừng vài tháng. Nhưng mà mối tình nào cũng để lại cho em những cái kỷ niệm đẹp hết. Vậy sao chia tay? Không hợp thôi, không đến được với nhau thôi. Chứ không có gây thù chú quán gì dài hết phải không? Không, dạ không. Kỷ niệm đẹp thôi. Dạ. Thế em nghe một anh chàng 31 tuổi mà chưa có cái kinh nghiệm gì trong tình yêu thì em cảm nhận như thế nào? Dạ, em cũng hơi sợ. Em sợ gì? Tình yêu thì nó hay có những cái chuyện mà đòi hỏi phải có kinh nghiệm mới giải quyết được. Tuy em chưa trải qua mối tình, nhưng thật sự em cũng có xem nhiều phim tình cảm như Hồng Kông đồ, em cũng có thể tình cảm được với bạn gái. Đời sống nó khác phim dữ lắm luôn á. Nhưng mà được, có coi phim là có biết những cái tình cảm, biết ngôn tình, biết cũng biết cách ứng xử trong phim, nó cũng là mang những cái dáng dấp của đời thật. Rồi bây giờ cái em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao hơn em. Đẹp thì tất nhiên là ai cũng thích đẹp hết rồi, nhưng mà đối với em là không quan trọng đâu, tại vì dễ nhìn, dễ thương, hài, có duyên là được. Không thối. Không thối. Không hô và không bị hôi. Không hối, không hô, không hôi. Trời ơi, sao cười, sao cười vậy? Còn em, mẫu người lý tưởng của em sao? Nhất là phải trung thể, phải biết cách chăm sóc gia đình. Khi mà ra bên ngoài phải ứng xử đối nhân xử thế. Mà nếu mà gặp người lớn thì phải... hoặc là người già yếu á thì mình phải giúp đỡ, đẹp càng tốt, vừa vừa cũng được. Vừa vừa, cái vừa vừa đâu biết nói làm sao. Bạn trai nó hơi hôi hôi, nhưng mà vợ thương em, lo cho em hết, chiều chuộng em đủ thứ hết trơn, rồi em cũng không chịu luôn hả? Dạ chắc chịu. Rồi mình về mình cải thiện cái hôi sao? Đúng rồi. Rồi giờ giả tỷ ta hôi hôi hối hối rồi làm sao? Hôi hôi hối hối rồi làm sao? Nhưng mà người ta cho đi niềng răng luôn. Hả? Hôi hôi cho đi niềng răng lại. Rồi hối hối rồi sao? Hối hối hơi khó vậy. Mà anh có hối nhờ anh? Anh hối vừa thôi chứ không hối nhiều. Giờ công nghệ chắc hiện đại rồi, anh có thể cải tiến được không anh? Cải bằng cách nào? Thôi cái đó mình tính sau đi. Dạ, ha. Anh tính sau. Dạ, đâu để xem hình ảnh hai bên để cho lựa chọn nha, để cho nhìn nhau thử coi nè. Bốn anh ở trong trọng đó. Trời ơi. Để em coi cái anh nào hối cho anh đó quá. Kiếm đi trong bốn cô đó đó. Là có con cô đó. Em suy nghĩ rồi, chắc một trong hai anh đứng ở giữa thôi. Đâu, anh nào đâu. Nhưng mà em sẽ ra quyết định là chắc cái anh mặc áo trắng đó anh. Hỏi gì bây giờ chỉ đại vô đi, được anh nào tôi gả anh đó.
thích anh nào? Anh nấu trắng. Tại sao chọn anh nấu trắng? Tại anh nó cười nhìn có duyên quá. Vậy là thích hói rồi. Anh đó hói mà. Không phải, em đang nói về nụ cười. Tao, cô nào? Cô này chị. Cô này? Dạ. Tại sao chọn cô này? Cô này dễ thương với lại em độ chắc cũng khoảng tuổi đó. À, rồi thôi giữ đi. Rồi để tôi mở cửa trái tim ra nha. Hai người tự kiểm tra xem hôm nay là cảm nhận của mình ở đầu tiên coi có đúng hay không nha. Mở cửa trái tim. Rồi, 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Thôi, vậy là em chọn đúng rồi mà. Đúng rồi mà đúng. Ôi, sai, sai. Để em coi cái anh nào hói cho anh đó quá. Chắc cái anh mặc áo trắng hả anh? Hỏi gì bây giờ chỉ đại vô đi. Được anh nào tôi gả anh đó. Thích anh nào? Anh nấu trắng. Tại sao chọn anh nấu trắng? Tại anh nó cười nhìn có duyên quá. Trời ơi, nhìn hình vậy mà còn la đúng nữa. Anh áo sọc. Đúng rồi, người ta đội nón cho che hói rồi. À vậy em chắc em cũng có thể chọn sai nữa. Có thể chọn sai, sai quá đi chứ có thể gì nữa. Cô nào? Cô này chị. Cô này? Dạ. Cô này dễ thương với lại em độ chắc cũng khoảng tuổi đó. À, rồi thôi giữ đi. Trước khi gặp em, anh gửi món quà. Trước khi gặp em đâu nữa, giờ gặp rồi nên chứ có gì nữa. Cảm ơn anh nhiều ạ. À. Em cũng có món quà dành tặng cho anh. Em thì thích đọc sách lắm, nhưng mà quyển sách này em nghe nó hay lắm. Em mua về mà em chưa có đọc. Thì anh có thể là đọc cùng với em. Anh đọc trước đi rồi anh review cho em nghe. Chị Cát Tường ơi, em hồi sáng đi lúc mà kẹt xe quá em cũng làm một bài thơ tặng cho chương trình. Wow. Cô giáo có tâm hồn lắm nha. Bây giờ em xin phép đọc bài thơ đó ha. Hôm nay em nói mấy dòng. Đây là tất cả tấm lòng mến thương. Chị Tường ơi, sao em thấy vướng vương? Ơn chị dẫn dắt tìm người tương lai. Mùng 10 tháng 9 là ngày ăn trưa phiên bản tràn đầy tình thương. Mai này mà tụi em có chung một đường á, làm sao quên được tình thương của chương trình. Wow. Sao cảm nhận gì đó? Nói thơ sao? Bạn gái nó thơ hay. Nhưng mà trước khi bạn gái làm bài thơ tặng chương trình thì em cũng đáp lại bài thơ tặng bạn gái luôn. Trời ơi, cặp này đúng là trai tài gái sắc rồi, mời em. Anh cần em như biển cần có sóng. Có biển mà không sóng. Có biển mà sóng. Thì có biển sao? Nào mà sống có biển nào mà sống. Làm lại nè, làm lại hai câu nè, làm lại cho nó thôi. Làm lại nè, hai ba. Anh cần em như biển cần có sống. Có biển nào không cần mà không cần sống đâu em. Anh cần em như sương cần có nắng. Giọt sương nào mà không có nắng mà long lanh. Thơ này mình làm hay là mình lấy của ai? Dạ em cũng tự làm. Tự làm mà không nhớ bốn câu thơ hay muốn chết luôn vậy đó mà không chịu nhớ cho thuộc. Em lên đây gặp bạn gái đẹp quá. Đúng quá không? Thôi được rồi, bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức một bữa cơm trưa tại nhà hàng ha. Rồi, xin mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất đặc biệt của nhà hàng LA Garden Restaurant. Cơm chiên cá mặn, gân cá ngừ và dồi dê nướng. Trời ơi, ngon quá. Nhớ nha, nãy chị Tường chia sẻ rồi. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Vừa ăn uống vừa tâm sự với nhau nha. À, em mời chị, em mời. Rồi, mời hai em ăn đi. Hôm nay đi á anh, em không có mang theo cái gì nhiều hết. Em cũng không có chuẩn bị tâm thế gì để mà kiểm tra anh sao sao hay là sao hết. Em chỉ đem theo một cái giỏ thật là to. À, để coi nếu mà anh được em hốt anh vô giỏ anh đem về luôn. Mà em hốt anh. Dạ. Anh đói bụng chưa? Anh đói rồi. Em cũng đói lắm rồi, muốn xỉu luôn rồi. Anh và em cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rồi khoảng bao lâu tiến tới không nha? Đó là tùy anh thôi. Hợp với nhau thì mình có thể là tiến nhanh. Còn không thì từ từ. Anh thì con trai độc nhất, muốn cưới sớm. Em cũng chịu luôn nếu mà mình hợp. Chắc hy vọng hợp. Dạ. Thì nếu anh có ghé được em thăm em á. Dạ. Thì chắc anh cũng thứ bảy chủ nhật. Tại anh cũng làm việc nhà nước cũng ngày thứ bảy chủ nhật anh nghỉ. Dạ. Mà xa quá hả anh? Chỗ anh lên đây 6 tiếng luôn hả? Chắc tới em cũng khoảng 3-4 tiếng, 4-5 tiếng. Hiện giờ là có hai mẹ con sống cùng với nhau. Hai mẹ con với thêm bà dì hai nữa. Bà dì hai cũng là xem như là mẹ rồi. Dạ. Dì có chồng con gì không? Dạ không. Em nãy là em nghe anh nói là anh chưa quen ai. Nhưng
nhưng mà em không có tình là cho quen ngay. Tại vì ngày nhìn anh là cũng từng trải, nhìn anh là cũng kinh nghiệm sương gió lắm mà. Anh nói thiệt á, thì anh xong pha giang hồ anh mới bây giờ ấy rồi chứ anh thật sự anh chưa quen ai. Tại anh đi làm việc rồi tìm kiểu như gặp những tình huống gì đó nên anh sợ khi mà yêu lắm nên anh không dám quen. Coi ra là anh cũng khó chứ. Mấy bạn nữ thường bây giờ đua đòi lắm mà anh không thích đua đòi. Sao mới đua đòi anh lỡ như em đua đòi rồi sao? Cái đó là anh, nếu mà em đua đòi anh cũng chịu thôi chứ sao. Đua đòi mà kiểu gì mới được? Có đua đòi nhiều cách, muốn mua gì hoặc đòi cái gì đó nên anh không ấy. Thật sự anh có mở lòng. Rồi tính tình của em sao? Có nóng tính không? Em hả? Muốn nóng nóng, hiền hiền tùy hoàn cảnh. Và tùy người tiếp xúc nữa. Nhưng mà nói chung là em hiền lắm anh. Cho nên là em muốn quen một người là giữ một chút xíu. Không phải giữ với em mà giữ với thiên hạ. Để bảo vệ em một xíu. Anh có vẻ là cũng hiền ha, ít nói ha. Anh không biết hỏi gì nữa. Không biết hỏi gì nữa, chị Tường vô. Qua ngon không? Dạ ngon chị. Ngon, vậy bao lâu thì em xuống thăm cổ được một lần? Hai tuần một lần. Được không em, vậy có đủ không? Dạ, sao cũng được chị. Mà anh đi thăm em đi bằng xe máy hay là đi bằng xe khách? Chắc anh đi xe khách. Vì anh đi xe máy không nổi, với lại nó... Nguy hiểm lắm em ơi, đường xa nguy hiểm lắm. Có bao giờ em chạy xe máy đi xa xa chưa? Xa nhất rồi bao nhiêu? Chưa, anh chưa chạy. Em thích đi xe máy hả? Em toàn là đi xe máy thôi. Thôi đi xe máy nguy hiểm lắm, đi xe khách đi cho nó khỏe. Lên xe mình ngủ nghỉ cho khỏe tới nơi rồi mới có sức đi chơi với em chứ. Anh có thích người bạn gái mà đi du lịch nhiều không? Cũng tốt, cái đó bình thường mà em. Ví dụ mà em đi mà anh không đi thì sao em đi được? Ví dụ cơ quan em có tổ chức thì em ấy mời anh. Em không bao giờ em đi với cơ quan, em chỉ đi tự đi thôi. Còn nếu không thì hai đứa mình tính tới nha, thì hai vợ chồng mình cùng đi. Dạ thôi, hiểu rồi. Thiệt tình quá ha, chất phát dễ thương quá ha. Bây giờ hai bạn sẽ chơi bốc vài lá bài với nhau nha, cho nó vui ha. Rồi. Em bốc xanh. Rồi, màu xanh hy vọng, đọc lớn lên nè. Điểm nào bạn không thích ở đối phương? Rồi, em trả lời đi. Không thích anh là... Nói. Hơi nhút nhát xíu. Hơi nhút nhát. Gì nữa? Hết rồi hả? Dạ. Ủa vậy là hói hết ghét à hả? Thích hói luôn giờ à? Giờ lỡ hói rồi biết làm sao? Biết làm sao? Có nghĩa là thích hay đó, người ta không thích anh nhút nhát, anh phải mạnh dạn lên. Mấy anh học nhiều hay rụt rè vậy đó, mình phải lăn lộn lên, lăn xả lên, tấn công mãnh liệt vô. Phụ nữ người ta không có thích đàn ông rụt rè đâu. Dạ. Ta thiệt tình em ơi, thông cảm nha. Rồi, thì còn em. Mời em. Em xin đọc nha. Rồi. Xin phép nắm tay người đối diện và nói cảm nhận. Em cho anh xin nắm tay. Cao nha, cao to à. Thôi em không nắm tay đâu, em ôm được không? Em ôm được không? Trời ơi, càng tốt, đứng lên, mời em. Coi em đứng lên, em dò chiều cao luôn, coi cao không? Rồi. Em ôm anh cái nha. Rồi. Ba mươi giây cảm nhận. Ôm hoài luôn đi. Em ôm một cái là em biết được mọi thứ. Rồi. Ghê vậy đó hả? À, tôi ôm kiểm tra. À cái gì á, hói hôi gì đó, có hôi không em? Dạ không. À, rồi thôi về nói cảm nhận đi em. À, có luồng điện chạy qua. Có luồng điện chạy qua. Cảm giác ôm bạn nữ thoải mái. Thoải mái. Có điện, có thoải mái, vậy là có sự rung động rồi đó. Rồi bây giờ nè, coi nè, có vết son trên áo mang về nữa nè. Đó, bây giờ mỗi người bóc thêm một lá bài nữa nha, mời em. Rồi, đọc lớn lên giùm chị. Đó, cái này nữa mới mệt nè, đọc lớn lên. Yêu cầu nam cổng bạn nữ đi 5 vòng quanh thể hiện sức khỏe. Cái này bỏ qua được không? Không được, thì phải thử sức khỏe cổng, bên trai mà. Cổng trên lưng hả chị? Sao cổng được đây? Để em sắn áo dài lên nha. Rồi. Đừng thả anh xuống nha. Đừng thả anh xuống nha. Một. 2
3. Quăng xuống sông luôn. 4. Thấy vững chãi không em? Chắc cứu không em? Chắc cứu. 5. Rồi ẩm về ghế ngồi luôn. Trời 6 luôn hả? Rồi bỏ vô trời, không bỏ tao được vô cái ghế ngồi nữa, thiệt tình. Trời ơi, được rồi, được rồi anh, cảm ơn anh nha. Về chỗ. Sao nãy anh không ẩm em về nhà luôn đi. Đó, thấy chưa. Qua chương trình xong anh ẩm. Sao anh, sao anh, sao em được không? Vững chắc không? Dạ, vẫn chắc. Chắc cứu không? Chắc. Rồi, mời em. Theo bạn, đêm tân hôn có ý nghĩa quan trọng như thế nào? Rồi, trả lời đi. Theo em, đêm tân hôn quan trọng lắm. Rất là quan trọng. Đó là thời khắc hai đứa mình đếm tiền. Đúng, rất quan trọng. Dạ đúng rồi. Vậy thôi đó hả? Ý kiến vậy thôi. Còn em, đêm tân hôn quan trọng không? Trời ông này quan trọng nè, ông chưa có mối tình nào luôn á. Dạ cũng quan trọng chị. Quan trọng chỗ nào em? Em chỉ biết gì thôi chứ. Quan trọng là mình có làm ăn được cái gì hay không. Dạ. Hồi nãy mình chơi bốc bài như vậy để chi, để cho vui. Mình sẽ đo được cái cảm xúc của nhau. Bây giờ là cái lúc quan trọng nhất. Giờ hai bạn nhìn thẳng vào nhau nè. Mỗi người nói với nhau một câu thôi. Đầu anh gặp em thì bối rối, hồi hộp. Nhưng bây giờ anh hết rồi. Anh hy vọng qua chương trình em cho anh cơ hội. Em thì chờ đợi tham gia chương trình này là từ đăng ký là năm 2015 tới bây giờ đó. Hôm nay là được tham gia đó, cho nên là anh làm sao coi được thì làm. Em nói vậy thôi chứ anh đừng có sợ nha. Em không có kiểu dằn mặt gì đâu. Nhưng mà thật sự thì em thấy anh có gương mặt thật phúc hậu nè. Cười dễ thương, hiền, chân thành. Mặc dù là anh hơi nhút nhát nhưng mà từ từ va chạm nhiều thì anh sẽ mạnh mẽ lên. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm đi. Nếu đồng ý bấm nút hẹn hò chúng ta bấm thật mạnh. Không đồng ý chúng ta sẽ lấy tay ra. Mời hai bạn nhắm mắt lại. Có để em nhìn thẳng anh được không? Khỏi bấm. Nhắm mắt hả? Nhìn kênh me phải không? Anh bấm là em bấm phải không? Không, nhìn để cảm nhận. Dạ. Mỗi người tự có quyết định riêng của mình. 2 3 Hết thời gian. Không ai kênh me ai hết. Đèn cùng đỏ dạ. Lên cùng một lúc. Mời hai bạn qua một bên. Đây sẽ là thời khắc rất là quan trọng. Hai bạn bấm nút hẹn hò với nhau. Và đặc biệt, quý vị có nhớ không, anh chàng trai này là chưa có một mối tình nào. Và bây giờ xin mời anh hãy có một nụ hôn đầu tiên dành cho người bạn gái của mình, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, hẹn hò trên chương trình Hẹn Ăn Trưa. Mời anh. Anh sao? Em cho anh hôn em cái. Dạ. Hôn mà tôi nghe bên đây. Cảm nhận như thế nào? Nụ hôn đầu tiên như thế nào? Dạ... sướng, thơm chị. Sướng và thơm. Tôi cũng không biết sướng chỗ nào, nhưng mà tôi cũng chia sẻ cái sướng của bạn. Và hy vọng rằng là trong tương lai, anh sẽ cố gắng nha. Dạ. Cố gắng chăm sóc, che chở, bảo bọc cho cô ấy. Và hy vọng một ngày sớm thôi thì hai bạn sẽ về chung một nhà. Có tin vui thì báo tin cho chương trình nha. Dạ. Rồi, chúc mừng hai bạn. Cảm ơn chị. Cảm ơn quý vị. Em tên là Phan Bá Quang, 1995. Quê quán Hà Tĩnh, hiện tại đang sinh sống làm việc tại thành phố Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức là mình ở đâu, khu vực nào? 41 Lam Sơn. Quận Tây ra thành phố Thủ Đức. Rồi tiếp tục. Hiện tại em đang làm nhân viên sửa chữa xe, làm tư nhân. Là tiệm sửa chữa xe là ngay cái chỗ mà em mới vừa đọc địa chỉ đó hả? Dạ. Rồi. Thu nhập mình ổn không Quang? Thu nhập em còn ổn. Khoảng bao nhiêu? Mình cứ cụ thể đi em. Mình cứ ở đây là cái buổi này thì em cứ chủ động em chia sẻ ha. Thu nhập em bình quân một tháng là 10 triệu. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình, tình trường của mình là gì, mình cứ chia sẻ ha. Điểm mạnh của em là thích nấu ăn vì vui vẻ, hòa đồng. Điểm yếu thì nhút nhát, ít nói chuyện. Tình trường thì em chưa trải qua mối tình nào cả. Chưa có để ý ai, chưa có rung động ai luôn ạ. Đúng rồi, tình
tính chất là do công việc là thời gian ít khi đi chơi đâu, mình toàn dành thời gian làm thì không để ý đến ai cả. Rồi thường là em làm từ khung giờ nào tới khung giờ nào mà em nói em không có thời gian? Em thì thường làm 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Rồi từ 8 giờ tối đến lúc đi ngủ là ở nhà luôn, không đi đâu hết? Ăn uống xong về phòng nằm bấm điện thoại thì đi ngủ. Rồi ai đăng ký cho em tham gia chương trình này? Em đăng ký. Tại sao em đăng ký? Bởi vì mình giờ cũng thấy cảm giác nó cũng nhiều buồn cho mình, muốn có người đồng hành. Nên mình đăng ký chương trình. Mà trước giờ em có từng thích ai chưa? Hồi xưa đi học thì cũng khó thích, mà sau này tính chất ngồi nghề một nơi thôi. Em vào trong thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào trong này được 15 năm rồi. 15 năm hả? Dạ. Là vào từ lúc 12 tuổi đến bây giờ đó hả? Dạ. Vào đấy đó là lúc mình vào đây với ai? Em vào mình, hồi đó em vào đây đi lập nghiệp, đi làm. Làm ăn sớm. 12 tuổi thì vào đây ai nhận em làm? Nói chung có người quen trong này thì xin chưa học nghề sửa chữa xe tới giờ. À, là đi học nghề từ năm 12 tuổi. Dạ. Là bây giờ là em đang làm, là em đi làm thợ cho người ta hay là của em? Em đi làm thuê cho người ta thôi. Làm thuê cho người ta. Có ý định tương lai là sắp tới là mở tiệm của mình không? Dạ, em đang có ý định sắp tới mở tiệm. Có nhiều vốn chưa? Vốn được chơi nhiều gì. Được khoảng bao nhiêu rồi? Tầm thì 100-200 gì. Tầm 100-200 rồi. Là tiền đấy là đang tiết kiệm, là em đứng tên hay là chuyển về cho bố mẹ giữ dùm rồi? Em của em. Còn bố mẹ thì tháng thì cần gì thì em cung cấp về thôi. Và bố mẹ vẫn đang ở Hà Tĩnh? Dạ. Rồi em có anh chị em gì không? Dạ có. Bao nhiêu anh chị em? Dạ, ba, sau ba em nữa. Sau còn ba em nữa? Dạ. Ba em trai em gái em? À, hai gái một trai. Là em là con đầu? Dạ. Rồi, thế bây giờ bận rộn như thế đi làm từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối để tạo cái thói quen là ăn xong rồi lên giường nằm lướt điện thoại như thế, thì bây giờ có bạn gái rồi sao? Có bạn gái thì nó đổi lịch thời gian khá là chị. Là có thời gian để dành cho bạn gái đúng không? Dạ. Trước giờ có ai giới thiệu bạn gái cho em không? Trước cũng có qua mối quen người mà người ta không ưng mình thôi. Mình có thổ lộ với người ta không mà biết người ta không ưng mình? Nói chung là mình nhìn người ta biết là người ta không ưng mình rồi thôi. Mình nhìn thôi là mình đã biết rồi. Dạ. Người ta làm sao mà người ta không ưng mình, kể nghe coi những cái hành động nào. Thì người ta cứ tán nghe mình về gì nữa này. Nên em không. Nói chung thích một người mà ta cứ tránh né thôi, không tiến tới được luôn. Dạ đúng rồi. Rồi dạo này sao, có để ý ai nữa không? Dạ không, thì chết do công việc thôi, để làm đi lần này đăng ký nhờ chương trình thôi nhé. Đăng ký nhờ chương trình thì mình cũng phải là mạnh dạn vui vẻ lên ha, mình cũng phải dành nhiều thời gian cho bạn gái. Dạ. Chứ mà cứ về mình cứ làm xong rồi cứ ngã lăn ra chơi điện thoại xong rồi ngủ luôn, rồi bạn gái thời gian đâu mà tìm cho bạn gái. Lúc đó tụi chị bị mán vốn nữa. Mình có bạn gái thì mình thời gian nó mình khá hơn. Còn nếu mà đâu, em cho chị một khoảng thời gian nào mà em hẹn với bạn gái ơi. Thì thế dù mình làm đó thì giống như 6 khoảng 6 giờ 6 rưỡi mình về rồi tắm rồi bạn gái đi chơi thôi. Mình dành thời gian ngoài. Còn nếu mà trước đây thì giống như mình không có bạn gái đồ thì mình dành thời gian mà. Còn về có bạn gái thì mình đến giờ khoảng 6 rưỡi về mình tắm rửa xong đưa bạn gái đi ăn đi chơi. Rồi em có tài lẻ gì không, hát hò này kia biết không? Dạ em không. Không có tài lẻ gì luôn, chơi thể thao này cũng không biết luôn. Không có tài lẻ gì hết hả? Dạ chỉ có đồ nấu ăn đồ thôi. Nấu ăn thì nấu được cái gì? Món gì em nhìn qua người ta là sau em bắt lại là em nấu được.
Rồi, mẫu người của em mong muốn là gì? Ngoài những chị nhìn dễ nhìn, chị thấy trong đây em ghi đẹp nè. Đẹp là đẹp làm sao, dễ nhìn là dễ nhìn sao, mình mô tả chi tiết giùm chị ha. Nói chung là ngoài những chị nhìn là được thì nó... Tại vì dễ nhìn của em nó khác với dễ nhìn của chị, hoặc là dễ nhìn của bạn quay phim hay là mấy anh ở đây. Mình phải cho một cái cụ thể cái chi tiết. Rồi cao, mép máy, da trắng, da đen, mặt mũi làm sao, tóc dài, tóc ngắn hay cái gì đó. Ừ, công việc này kia, chứ không phải là dễ nhìn là được ha. Rồi người con gái thì cao tầm 1.5m. Ừ. Tầm 1.5m là đổ lên thì nói chung là người vừa vừa. Vừa thôi hả? Không thích mập hả? Nói chung vừa vừa thôi, đừng mập quá. Ừ. Thì nói chung là công việc thì cũng được. Mình giờ mình có công việc, tương lai thì sau này thì nếu mà không làm công ty đồ thì làm công việc ngoài thì về thì không người cùng làm. Ừ, mà không có cần bạn gái có công việc luôn. Về em mở tiệm sửa xe rồi bạn cùng làm với em thôi. Dạ. Ừ, về làm chủ luôn đúng không? Dạ. Ừ. Rồi có năng khiếu tài lại như Quang. Em á? Không có gì luôn. Không có gì luôn hả? Ừ. Rồi tuổi tác bạn gái, quê quán bạn gái thì sao? Nói chung tuổi tác bạn gái thì tầm sinh năm 93 đầu xuống 2000. Ừ. Nói chung quê quán thì nói chung người miền Trung được. Ưu tiên người miền Trung, rồi dạ. Còn miền nào nữa không? Nói chung là ưu tiên miền Trung, miền Trung thôi. Chỉ là trong khu vực miền Trung thôi? Dạ. Tinh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Ừ. Rồi những miền khác là không được luôn. Dạ, miền khác nó xa quá. Em đang ở Sài Gòn, bạn nữ đang ở miền Trung. Rồi sao em quen bạn đó, em về quả hả? Nhưng quê quán bạn đó thì miền Trung. Nên nếu mà quen biết thì quen biết trong Sài Gòn này thì nhưng người bạn gái đó quê cùng mình thì sau này đi lại nó dễ, vẫn dễ tiền. Em có trong cái hẳn mấy cái hội mấy cái người tìm người yêu miền Trung đồ không? Về thăm vô mấy cái hội đó mà tìm bạn gái thêm nha. Ok, chị ghi nhận ở đây, chỉ là quê miền Trung thôi. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi hả? Không biết hát hò, không biết thể thao luôn, không biết gì hết hả? Rồi sao chị dớt em vô vòng trong đây? À thôi em hát dở lắm. Hát dở lắm hả? Chị đây chị đâu phải của thi ca hát đâu. Chủ yếu là em, chị đang muốn là nhìn thấy em sự mạnh dạn nói chuyện với trước với chị thôi. Chứ chị không có yêu cầu em hát hay. Vậy sao? Ok không? Được không? Em hát thì đồ không thuộc lời đâu. Rồi, em còn cái gì muốn nói với tụi chị nữa không? Ok, và cảm ơn em. Rồi em mời tiếp theo là ai vậy em? Anh Khoa. Ok, dạ em mời anh Khoa. Rồi, chào mẹ. Dạ, mình cứ cầm cái ngồi đấy. Dạ, cảm ơn. Dạ, chào mẹ. Dạ. Tên gì em? Nguyễn Nhạn. Nhạn hả? Dạ. Dấu hỏi luôn hả anh? Dạ. Dạ. Rồi, hello Nhạn. Dạ. Rồi mình giới thiệu về mình đi. Em giới thiệu về bản thân này, công việc quê quán của em thì sao? Công việc đang làm công ty lên ở Quế Nhất, Bình Dương. Làm công nhân hả? Dạ. Công ty gì em? Công ty Long Di. Công ty là làm cái gì em? Làm đóng dép á. Sản xuất dép hả? Mà em làm công nào? Ép đế, ta chạy ra chiếc dép. Câu ép đế. Ép đế đó, ép cái đế vào rồi may rồi ra thành cái dép hoàn chỉnh đó hả? Dạ. Công đoạn cuối đấy hả? Công đoạn đầu tiên chứ. Công đoạn đầu tiên của cái chiếc dép. À còn vòng cuối là kiểu cắt gọt mấy cái râu ria rồi sơn bóng các thứ nữa đúng không? Thu nhập ổn định không em? Tháng 11 triệu thế. Đang sống trọ hả? Dạ. Trọ với ai? Ở trọ bên anh. Mình nghe thôi hả? Dạ. Gia đình đang ở An Giang luôn hả? Chị với em gái đang sống gần luôn. Còn ba mẹ thì sao? Ba mẹ như quê. Rồi, điểm mạnh yếu của Nhạn là gì nè em ơi? Tại vì ở đây đi làm rồi thì
nằm bấm điện thoại xong rồi ngủ cho em ngủ mà chứ đâu có đi chơi. Rồi rồi sao tìm bạn gái đây? Tôi thích giao lưu với bạn bè nên biết sao gia đình mình. Ai đăng ký cho anh tham gia chương trình này? Tự đăng ký tại nhà đó, rồi bấm điện thoại đó, rồi tự đăng ký luôn. Anh có biết là khi mà tham gia chương trình thì tụi em cũng sẽ sàng lọc qua casting đủ thứ hết, thì mình cũng phải mạnh dạn lên, mình cũng phải chia sẻ, rồi mình cũng phải có những cái thời gian để dành cho bạn gái. Cái thời gian thì nếu mà có bạn gái thì mình dành thời gian được, tại vì nếu mà mình cùng mình thì mình đã còn có bạn gái thì mình đã dành thời gian cho bạn gái chứ. Thì khi có bạn gái mình phải dành bạn gái đi chơi, còn không có mình nên ở nhà thì ở mình nên. Anh làm trong công ty nè, biết bao nhiêu cô công nhân là nhưng mà con gái là sao anh không có cô? Trong công ty đó người ghét người là thương mình, người này nói chuyện qua lại thì đoạn rồi nên không thật thấy không hợp. Anh đã tìm hiểu bao nhiêu cô trong công ty rồi? Cũng nhiều lắm rồi nhưng mà thấy không được. Ừ, tại sao không được? Liệt kê những cái lý do. Nhiều người thích mình thì người ta nói tiêu, còn người ta ghét mình người ta nói ra cho người đó, rồi người ta kiếm mâu thuẫn nhau nên không hợp. Ừ, mâu thuẫn về chuyện gì anh? Thì cũng như nghe người khác nghe trăm ca chọc vô rồi đó. Ừ. Là nói anh thì sao? Thì nói cái mặt xấu mặt tốt, ngọt nào còn không tốt, người ta ghét mình thì người ta nói mọi điều kiện để cho mình, người ta không thấy thích mình á. Nói chung nói xấu. Ừ. Rồi ưu điểm nhược điểm của anh là gì? Chị dạy ưu điểm thì đó. Thì được không? Cũng đâu có ưu điểm gì cái gì đâu. Điểm mạnh, điểm yếu. Mình phải có những điểm mạnh của mình chứ. Ví dụ như mình biết làm cái gì, mình có thể khác họ không, hay là mình có thể nấu ăn không, hay cái gì đó. Còn điểm yếu là những cái gì mà mình sợ. Làm gì rồi chứ đâu không phải ít, có ca hát mà cũng ít. Có nấu cơm được không? Được, nấu cơm, nấu nước, ăn uống được cũng được. Mà cũng ngon, không ngon mà, không ngon gì mấy. Ừ. Anh có thể xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rồi đúng không? Anh thấy người ta lên chở người ta mạnh dạn không? Anh có thể là anh được bao nhiêu phần trăm giống mấy cái anh trên đó? Tại vì lần đầu tiên lên sống nên cũng chưa có chắc không được mấy phần trăm luôn. Không được mấy phần trăm luôn? Thiếu tự tin vậy à? Rồi, ưu điểm không có, rồi nhược điểm thì sao? Ưu điểm chỉ có nấu ăn thôi, còn nhược điểm? Những cái điểm yếu của mình? Rất nhẹ dạ tin người. Rất nhẹ dạ tin người. Rồi, có ai bị lừa chưa? Có bị ai lừa chưa? Bị rồi, cho nên mới... Bị người ta lừa nhiều không? Có hai ba người rồi thôi chứ... Lừa gì á? Thì bạn bè quan hệ qua lại, giao thiệp qua lại đó, rồi mình tiền bạc, rồi mà mình không nhận thiết, thấy không ổn nên thôi. Mượn tiền, là con gái mượn anh đó hả? Là anh tìm hiểu người ta, xong anh cho người ta mượn tiền. Hai ba người luôn, mà không rút kinh nghiệm luôn. Xong rồi sao? Rồi không quen nữa hả? Xong. Xong rồi chia tay luôn. Nhiều không anh? Hai ba người đó có nhiều, có còn 1-2 triệu bạc chiếm đậu mà. Người ta 1-2 người thôi, này 3 người luôn. Đó là nhẹ dạ như tin người mà cho nên lúc này không kinh nghiệm được. Rồi mẫu người yêu của anh như thế nào? Mẫu người yêu của mình cũng đơn giản, tại vì bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, cho nên em biết người nào là nếu mà người ta thấy thích mình, hợp với mình thì cứ việc tiến tới. Ai biết ai thích anh? Anh phải miêu tả như mấy cái anh nãy giờ nói chuyện chứ, nãy giờ em cũng đã nói nhiều rồi mà. Dạ. Mỗi người của mình là chỉ là yêu cầu nó giao tiếp thoải mái, chiều cao cũng bình thường thôi. Rồi còn gì nữa không? Quê quán, tuổi tác? Không quan trọng. Lớn anh cũng được luôn. 1-2 tuổi không đâu quan trọng gì đâu. Rồi về nhà thì tức là từ giờ tới lúc ghi hình ấy, mình còn thời gian cho nên về em phải kiểu như thoải mái, tự tin hơn. Ví dụ như có cái năng khiếu tài lẻ, hát hò gì, bình thường hát vui cũng được, không sao cả, tại vì mình không phải đi thi tuyển ca sĩ.
mình lên để nó thay đổi không khí, giống như em đang nói chuyện với các chị nên nó hơi bị không khí của mình nó hơi bị trùng. Mà bây giờ mình không có hài hước, không có vui vẻ, chị nhìn mặt em thì cũng hài đấy, nhưng mà chắc là chưa đúng đúng chỗ hài thôi đúng không? Mình phải vui vẻ hài hước lên thì bạn gái đối diện với bạn ấy mới cảm thấy rằng là à, cái anh chàng này là cái anh chàng tính tình cũng thoải mái, vô tư. Ok, mình về mình sau này mình có quen bạn ấy mình không phải suy nghĩ nhiều, mình không phải bị quá là phải mất thời gian mình suy nghĩ hay là mình phải khổ hay là mình phải vất vả cái gì cả. Em phải thoải mái, em vui vẻ lên, tự tin lên thì bạn gái người ta mới dành cho mình cái cơ hội nha. Nhiều khi mình thích bạn gái quá nhưng mà mình không thể hiện ra điều gì thì làm sao bạn gái bạn ấy thích mình được nha. Đó, thế nên là về ngoại hình các thứ thì cũng ổn đấy, nhưng mà phải nói chuyện tự tin hơn, phải mạnh dạn hơn nữa nha, chứ không phải nhạt nhẽo quá là các bạn gái các bạn ấy chạy mất dép luôn. Ok chưa? Rồi, ok, cảm ơn em nha. Ừ. Dạ rồi, anh trả bạn lên. Rồi nha.